Em chào tất cả các bạn. Nay em quay video là bán mấy cây năm bùi trắng Hà Tĩnh, năm bùi trắng Tân Phong 4, cây sơn nước Đà Bắc và cây Bắc Ninh các bạn. Cây thì cây đầu tiên là cái cây cái này là cây Hà Tĩnh các bạn nhé. Năm bùi trắng Hà Tĩnh, một trong những bông cũng rất là đẹp, năm cây trắng. Cái này thì em có ba cái các bạn. Cái này thì em bán 100.000 các bạn nhé. Cái số 1 đây là 100.000 các bạn nhé. Đang lên mấy kỳ nữa, 100.000 cái số 1. Cái số 2 cũng là 100.000 ạ, 100.000 cái này quá nhé. Cái số 2 cũng là 100.000. Cái số 3 là 150.000 ạ, năm bùi trắng Hà Tĩnh. Cái số 3 này 150.000 quá nhé. Số 3 150.000. Còn em sang cái này, cái này là cây năm bùi trắng Tân Phong 4, nó cũng là một cây rất là đẹp, mắt hồng các bạn. Các bạn nào chưa có tống thì có thể sưu tầm cái này cũng được. Cái này nó là một cây rất là đẹp, cái này nó dạng kiểu xem cái mắt của hải dương ấy. Cây số 4 này thì em bán là 200.000 nha các bạn đấy. 200.000 cái số 4 này, mầm rất đẹp, 200.000 cái số 4. Cái số 5 250.000. Cái này to hơn cái kia một chút, nó có kỳ các bạn nhé. Cái số 5 250.000. Và cái số 6 cũng là 250.000. Cái 6 nó kia trên to hơn, cũng là 250.000 ạ, các bạn nhé. Cái số 6 250.000. Em sang cái này là cái cây sơn nước Đà Bắc. Sơn nước Đà Bắc này nó cũng là một trong những cây thân thủ rất là đẹp, thân thủ to và hoa rất là đẹp đó. Thân thủ to, khuyên bông cánh bầu đẹp. Năm cây này, cái sơn nước Đà Bắc là một cái ám các bạn nhé, dạng như của một cái ám. Cái này thân thủ nó cũng rất là to. Thì đây thì em có 3 cái kỳ. Kỳ đầu tiên này thì em bán 100. Và kỳ số 7. Kỳ số 7 thì 100. Kỳ số 8 150.000. Kỳ số 9 cũng là 150.000. Đâu nhé. Kỳ số 8 150.000, kỳ số 9 150.000. Coi nhé. Là cây sơn nước Đà Bắc. Còn đây là cái cây ám Bắc Ninh. Ám Bắc Ninh thì cái chậu số 10 này em bán là 200.000. 200.000 chậu số 10 này, 3 mầm gốc coi nhé. Chậu số 11 này cũng là 200.000, 2 mầm gốc. Chậu số 11 200.000 Á Bắc Ninh. Chậu số 12, chậu này thì là 800.000 các bác nhé. Cái này chậu này chỉ gửi xe thôi tại vì nó dài các bác, chậu rất là to. Chậu rất là to, hoa đấy. Bác có lấy về chơi hoa luôn thì lấy cái chậu này thì hợp lý. Nhưng nó hơi to, cái này em chỉ gửi xe thôi các bác nhé. Đấy. Các bác, nó còn ít nụ ở những cái thân nhỏ này. Nụ này. Đây ạ. Nụ ạ. Thân nhỏ các bác nhé. Thì cái chậu này nó rất là nhiều đầu, rất là nhiều đầu và nó thân nó dài nên em chỉ gửi xe thôi. Bác nào mà lấy cái Á Bắc Ninh này thì em sẽ gửi xe thôi nhé. Đấy, nó có kỳ và đang hoa luôn. Đang hoa rất đẹp quá, thơm. Thì ngoài ra thì em vẫn bán một cái cây khác như là cây mắt nai này. Nằm ở trong mắt nai, nằm ở trong mắt nai thì nó khoảng tầm độ 200.000 một chậu to. Chậu to này 200.000 các bác nhé. Chậu nhỏ 100.000. Mắt này cây Phú Thọ. Phú Thọ thì cái này em bán 100.000 các bác nhé. Đây 100.000 ạ. Đấy, những cây thế là 100.000. Còn những cây mà nó nhiều đầu như này 250.000. 250.000 khoảng 5 đầu. Đây cái này đấy 6-7 đầu này. Đấy, 250.000. Còn những cái nhỏ thì 100. Đây là Hồng Yên Thủy các bác nhé. Đây là Hồng Yên Thủy ạ. Đang tàn này. Hồng Yên Thủy đang tàn này các bác. Sưu tầm cái này thì chậu này 900 các bác nhé. Khoảng 38 sen 900. Ở đây là một trắng Thăng Long. Thăng Long là một cây cánh bầu rất là đẹp luôn, rất là đẹp quá. Khuôn bông cánh bầu cánh sáp nở một tuần rồi mà chưa có dấu hiệu của tàn. Bông rất là đẹp. Năm một trắng Thăng Long. Đấy, chậu này em bán là 450.000 quá nhé. Còn chậu này thì là Phú Thọ. Năm một trắng Phú Thọ. Một cây rất là đẹp. Cái chậu này em bán là 450.000 quá nhé. Năm một trắng Phú Thọ. Cái đây rất nhiều kỳ rồi, mầm rất là to, 450.000. Còn cái Phú Thọ này là 150.000 các bác nhé. Phú Thọ nhỏ này 150.000. Đang hoa các bạn. Ngoài ra thì có những cây như là cây HO hay là cây Việt Bắc. Rồi thì rất là nhiều loại khác. Hồng Yên Thủy Kỳ. Các bác sưu tầm loại nào các bác liên hệ số điện thoại giúp em nhé. Em cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác.